Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ hai, ngày 5 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Hội nghị bàn giao Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và viễn hương các anh hùng liệt sĩ nhân dịp chuẩn bị đón Tết của Trần Giáp Thìn. Khai mạc hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Quảng Nam đẩy mạnh giáo dục ý thức an toàn giao thông từ trong trường học. Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 giữa đồng chí Phan Việt Cường, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự buổi bàn giao có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Mai Kim Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông qua dự thảo biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Với sự thống nhất cao của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ đoàn kết chung lòng phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần giúp cho Đảng ủy Quân sự tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như trong nhiệm kỳ tiếp theo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng vừa đến thăm chúc Tết tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một số hộ dân bị ảnh hưởng dự án cầu Tây Giang ở xã Bình Sa và Bình Hải, huyện Thăng Bình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo huyện Thăng Bình đã trao 200 phần quà mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Tổng trị giá của đợt tặng quà này là 200 triệu đồng. Đồng chí Lê Văn Dũng chúc bà con ai ai cũng mạnh khỏe và chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền trong tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau với phương châm ai cũng có Tết sum vầy và mong muốn trong thời gian tới bà con tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Đặc biệt, những hộ nằm trong vùng dự án xây dựng cầu Tây Giang đồng thuận cơ chế chính sách của nhà nước trong việc đền bù hỗ trợ để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công công trình trong thời gian sớm nhất. Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan và lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên cũng vừa đến viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài lịch sử Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan và lãnh đạo các đơn vị đã thắp nén hương thành kính tri ân 38 chiến sĩ cách mạng bị sát hại và dìm xuống lòng hồ Vĩnh Trinh vào đêm ngày 21 tháng 1 năm 1955 nhằm khuya ngày 29 rạng ngày 30 Tết âm lịch. Đây là một trong những tội ác tàn bạo nhất của lính Mỹ Diệm đối với nhân dân Duy Xuyên, bị nhân dân Việt Nam và thế giới yêu hòa bình kịch liệt lên án. Hàng năm, huyện Duy Xuyên thường xuyên tổ chức nghi lễ trang trọng, ghi ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời tuyên truyền nâng cao lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ, nỗ lực học tập phấn đấu để xây dựng quê hương đất nước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với công lao to lớn và sự hy sinh của thế hệ đi trước. Địa điểm vụ thảm sát Vĩnh Trinh tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào ngày 26 tháng 1 năm 2011. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn, sáng qua Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã đến dâng hoa viếng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thị xã Điện Bàn. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đồng chí Trần Anh Tuấn cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại tượng đài chiến thắng Bồ Bồ.
di tích lịch sử tượng đài chiến thắng Bồ Bồ là nơi ghi dấu những chiến công oai hùng của quân dân Điện Bàn trong cuộc kháng chiến vệ quốc chống thực dân Pháp. Tại đây, vào ngày 19 tháng 7 năm 1954, bằng bản lĩnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết chiến đấu anh dũng quả cảm, ý chí quật cường, quân ta đã đánh chiếm cứ điểm Bồ Bồ của địch, tiêu diệt 159 tên địch, bắt sống 293 tên lính Âu Phi, thu 142 súng từ Tiểu Liên đến Đại Liên. Trước đó, đồng chí Trần Anh Tuấn đã đến dân hoa viếng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Diễn Nhà Nhì, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Tại đây, vào ngày 26 tháng 4 năm 1962, đã diễn ra trận đánh ác liệt và không cân sức giữa 10 chiến sĩ quân giải phóng với một tiểu đoàn lính ngụy. Với lòng dũng cảm và mưu trí, các chiến sĩ đặc công đã chiến đấu đến cùng, lập nên chiến công vang dội trên khắp chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Dũng sĩ Điện Ngọc. Trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã đến dân hoa viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã đến dân hoa viếng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài chiến thắng Thượng Đức, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm, thành kính tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chi khu quân sự Thượng Đức được coi là cánh cửa thép bảo vệ khu liên hợp quân sự tại Đà Nẵng. Với quyết tâm đập tan căn cứ này, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị thuộc Sư đoàn 304 và Sư đoàn 324 của Quân đoàn 2 phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ đội địa phương đặc khu ủy Quảng Đà đã giải phóng hoàn toàn chi khu quân sự quận lỵ Thượng Đức, tạo cơ sở thực tiễn vững chắc để Bộ Chính trị, Trung ương Đảng xây dựng quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 3 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam phối hợp với phường Tân Sơn Nhì tổ chức chương trình chuyến xe nghĩa tình năm 2024. Đây là một hoạt động an sinh xã hội hết sức ý nghĩa và nhân văn nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, các em học sinh, sinh viên miền Trung về quê đón Tết cổ truyền. Năm nay, ban tổ chức chuyến xe nghĩa tình năm 2024 đã vận động hơn 1 tỷ đồng, tổ chức 16 chuyến xe cho hơn 800 người về 16 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh những chuyến xe nghĩa tình, nhiều mạnh thường quân doanh nhân còn tặng bà con thực phẩm, nước uống, sữa tươi cho người già và trẻ em, giúp cho hành trình về quê thuận lợi, thoải mái nhất. Thưa quý vị, theo văn hóa phương Đông thì con rồng mang biểu trưng của sự mạnh mẽ, linh hoạt và mang ý nghĩa may mắn. Những ngày cuối năm, nhiều nghệ nhân là nghề truyền thống, nghề thủ công ở Hội An nỗ lực sáng tạo và chế tác những con rồng trong đời sống đương đại, phản ánh chân thực cuộc sống, đặt nhiều hy vọng trong năm mới 2024 này. Những ngày cuối năm bận rộn đối với cơ sở Tabu Bamboo Workshop, nghệ nhân Võ Tấn Tân và những người thợ đang nỗ lực hoàn thành hai chiếc cầu rồng bằng tre để kịp bàn giao theo đơn đặt hàng của du khách yêu mến sản phẩm thủ công bằng tre. Cầu rồng, một biểu tượng của thành phố du lịch Đà Nẵng, nên nghệ nhân Võ Tấn Tân dành nhiều tâm huyết để chế tác, vừa đảm bảo tính chân thực, tính thẩm mỹ và mô phỏng vẻ đẹp của chiếc cầu mang hình dáng con rồng. Đà Nẵng có những cây cầu rất là nổi tiếng, thì trong đó là có cầu rồng. Thì bởi vì nó cũng là một biểu tượng của Đà Nẵng, và trong cái năm Bính Thìn thì nó cũng mang nhiều ý nghĩa. Thì khách hàng người ta rất là thích với những ý tưởng này, và người ta đã quyết định là đặt hàng để làm hai cái cầu rồng. Cái việc mà tạo dáng những cái này thì cũng khá là phức tạp. Thông qua cái cầu rồng ấy, thì nó cũng phô diễn được cái vẻ đẹp của tre qua cái bàn tay của người thợ thủ công, và nó lột tả được những cái đường cong rất là mềm mại của tre uyển chuyển, và nó cũng cho thấy được rằng là với tre thì mình có thể làm được rất là nhiều thứ khác nhau. Trong khi đó, xưởng chế tác làng củi lũ của nghệ nhân Lê Ngọc Thuận cũng rộn ràng âm thanh đục đẽo. Những người thợ thủ công tập trung chế tác tạo hình những chú rồng để bán ra thị trường phục vụ khách chơi xuân. Từ những thớ gỗ phế phẩm nằm lăn lóc ở bờ sông góc vườn, qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làng củi lũ đã hóa thân và trở thành những sản phẩm mộc mỹ nghệ độc đáo, hình rồng đẹp mắt.
Khi mà nghĩ tới rồng là thường thường là thờ hay là đưa vào các chùa chiền hay là đưa vào các những cái nơi mà nó rất là sang trọng trong cái triều đình ấy. Thì bây giờ mình qua cái thời đại mới như thế này rồi thì nó đương đại hơn, nó có những cái suy nghĩ nó gần gũi hơn, thì mình làm sao mình phải đưa cái rồng nó vào ứng dụng được trong cái đời sống. Như là đây là cái dĩa rồng này, rồi thuyền rồng, thì những cái này là khách rất là thích, thường thường là khách tới người ta thích mua cái này. Nó không chỉ là trong cái năm mới mà khi mà người ta tới, người ta cũng thấy rất là thích thú. Đấy, thì dần dần mình biến những cái con linh vật đó tạo ra những cái đời sống hàng ngày, nó len lỏi vào trong đời sống và nó hiện hữu lần lên. Đấy, nhưng không chỉ là để thờ, không chỉ là để cho những cái chùa chiền nữa, nhưng mà đi vào trong cái đời sống thực tiễn. Với tính chất đặc trưng của linh vật con rồng của văn hóa phương Đông, các nghệ nhân làng nghề ở Hội An thường chỉ chế tác rồng theo đơn đặt hàng. Mỗi con rồng đều được làm hoàn toàn thủ công, mỗi sản phẩm làm ra là độc bản, không trùng lắp. Và câu chuyện sản phẩm thủ công nghệ thuật cũng được thành phố Hội An đề cập trong hồ sơ Hội An tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu, sẽ mở ra nhiều hy vọng trong năm mới 2024 này. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Phần miếu Quốc Tử Giám là địa điểm mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân lại tới xin chữ đầu năm. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu du xuân đón Tết đang cận kề, tối ngày 3 tháng 2, Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 và triển lãm thư pháp Hiếu học cùng nhiều hoạt động hấp dẫn. Như thường lệ, điểm nhấn của Hội chữ Xuân năm nay là hoạt động cho chữ, xin chữ được bố trí xung quanh khu vực Hồ Văn. Các gian lều viết chữ của ông đồ được bố trí phục vụ nhu cầu của du khách đến xin chữ nhân dịp đầu xuân năm mới. Năm nay, số lượng ông đồ viết thư pháp là 40 người, ít hơn so với năm ngoái, nhưng đã được ban tổ chức lựa chọn rất kỹ. Các cái dịp Tết ấy, ở những nơi linh thiêng như thế này thì là mọi người nếu mà đang công tác thì người ta cần cho nó công danh, nó thành đạt thì nó sẽ có các cái cụm từ, các cái chữ nó đáp ứng được như thế. Còn các cháu là học sinh ấy, thì xin những cái chữ đỗ đạt, đăng khoa, rồi chiết quế, cầu mong vấn đề thi cử của mình nó thuận lợi. Năm nay là năm thứ 10 Hội chữ Xuân được tổ chức, và trong Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 thì chúng tôi nhấn mạnh đến một số cái điểm mới so với những năm trước đây. Cái thứ nhất là về không gian của hội chữ, thì như chúng ta thấy là nếu như những năm trước thì mặt trước của Hồ Văn là dành cho khu vực viết chữ, thì năm nay chúng tôi bố trí các cái gian viết thư pháp vòng quanh xung quanh Hồ Văn, và với việc bố trí như vậy thì nó tạo ra cái không gian chung cho hoạt động cộng đồng đời sân trước và du khách công chúng tiếp cận với những người viết thư pháp một cách rất thuận lợi. Điểm nhấn năm nay là triển lãm 50 tác phẩm thư pháp chủ đề hiếu học, nội dung các tác phẩm thể hiện tinh thần khuyến học và truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Các tác giả đã khai thác những đoạn trích tranh văn bia tiến sĩ tại văn miếu Quốc Tử Giám, hay những câu ca dao, câu thơ, câu đối, câu nói của các danh nhân. Mặc dù bây giờ không thiếu gì những trò chơi khác, không thiếu gì những sự kiện khác cũng thú vị, nhưng mà trò chữ và xin chữ có lẽ dịp đầu xuân không thể thay thế được. Trong khuôn khổ hội chữ xuân năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức để phục vụ khách du xuân. Hội chữ sẽ diễn ra đến hết ngày 19 tháng 2, tức ngày 9 tháng Giêng, năm Giáp Thìn. Thời gian mở cửa hàng ngày từ 8 đến 22 giờ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các quyết định tiếp tục xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Giáp Hạt năm 2024. Trước đó, Phó Thủ tướng cũng đã ký các quyết định xuất cấp gạo cho 12 địa phương. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 1.444 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Giáp Hạt năm 2024. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định. Ủy ban nhân dân 5 tỉnh trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, định mức theo quy định. Ngày 4 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum xác định nguyên nhân ban đầu của vụ lật xe khách xảy ra trên địa bàn xã Đắk Rông, huyện Đắk Lê do tài xế điều khiển xe không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua, khiến xe mất lái và tự gây tai nạn.
Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cồn qua hơi thở đối với tài xế Phan Văn Nhật và cho kết quả đo là 0,000mg trên lít. Hiện đơn vị đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chất ma túy của tài xế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách 37 người gồm 32 hành khách và 5 nhân viên của nhà xe. Đến sáng ngày 4 tháng 2, sức khỏe tất cả các nạn nhân trong vụ lật xe khách đã cơ bản ổn định và xuất viện, không xảy ra trường hợp tử vong. Thưa quý vị, những ngày cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, người dân làng gốm Phù Lãng, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh lại tấp nập chuốt gốm, nung lò, cho ra những mẻ gốm mộc mạc đậm chất dân tộc để kịp cho những đơn hàng Tết, góp phần tô điểm cho ngôi nhà rộn ràng sắc xuân. Làng gốm Phù Lãng những ngày này không khí sản xuất luôn nhộn nhịp. Để cung cấp đủ thị trường đơn hàng Tết, các hộ làm nghề đã có sự chuẩn bị chu đáo từ nguyên liệu, nhân công từ nhiều tháng trước đó. Gốm Phù Lãng với những sản phẩm đa dạng phong phú như chum, lọ, bình cắm hoa, những người làm nghề nơi đây đã cải tiến mẫu mã, nâng tầm thương hiệu, đưa gốm Phù Lãng trở thành món hàng không thể thiếu trang trí cho các gia đình ngày Tết. Chuẩn bị cho cái hàng Tết này thì gia đình chuẩn bị từ tháng 6. Những ngày bình thường, mỗi tháng là gia đình coi như bán ra độ 1.000 cái, còn về gần Tết thì là bán gấp đôi, độ 2-3.000. Các sản phẩm gốm Phù Lãng với đặc trưng sử dụng phương pháp đắp nổi theo hình thức chạm bông, còn gọi là chạm kép, màu men tự nhiên bền bỉ, hình dáng của gốm mộc mạc nhưng khỏe khoắn, điêu khắc tạo hình đa dạng. Đến nay sản phẩm từ gốm có thể được sử dụng với nhiều mục đích như tiêu dùng, trang trí hay là món quà lưu niệm. Người dân cũng cải tiến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, hướng tới làm nghề xanh. Để tiến tới những cái sản phẩm nó đạt được chất lượng cao và cái sản phẩm nó tinh xảo hơn ấy, thì đã có một số cơ sở cũng như là cơ sở gốm Ngọc là đã đầu tư và hướng đến những cái lò đốt công nghệ như lò đốt bằng ga, những cái máy chế tạo và chế biến ra những cái sản phẩm như đất nó tinh luyện hơn, thì từ những cái đất tinh luyện đó và những cái lung đốt và bằng cái công nghệ ga không khói ấy, thì nó sẽ giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường và chủ động được cái thời gian đốt, nó cái sản phẩm nó tốt hơn. Về dự án là phát triển làng gốm tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, và hiện nay thì đã đang triển khai cái đào tạo nghề kỹ thuật làm gốm của các nghệ nhân làng gốm Toho của Nhật Bản cho khoảng 60 học viên của làng gốm Phù Lãng. Thì đến nay là dự án thì khoảng độ tháng 8 này sẽ kết thúc. Và cùng với đó thì được cái sự quan tâm của tỉnh Bắc Ninh thì làng gốm Phù Lãng thì đang được tỉnh chỉ đạo là thực hiện cái đề án là xây dựng thí điểm sản phẩm ô cốp du lịch đối với làng gốm Phù Lãng với tổng mức dự kiến đầu tư ban đầu là khoảng 15 tỷ. Hiện ở Phù Lãng có 210 hộ tham gia sản xuất gốm với 70 lò gốm, thu hút giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, doanh thu năm 2023 95 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2020 đến 2023, gốm Phù Lãng đã có 12 sản phẩm ô cốp. Địa phương cũng đang thực hiện đề án bảo tồn và phát triển nghề gốm Phù Lãng, thí điểm sản phẩm ô cốp du lịch đối với làng gốm Phù Lãng. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong bảo tồn và phát triển làng nghề gốm Phù Lãng. Thưa quý vị, năm 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn Quảng Nam gia tăng cao cả 3 tiêu chí khi toàn tỉnh xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông, làm chết 158 người và bị thương 198 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 97 vụ, tăng 62,2%, tăng 22 người chết, tăng 16,2%, tăng 85 người bị thương, tăng 75,2%. Theo nhận định, tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là lỗi chủ quan do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Do đó, việc nâng cao ý thức an toàn giao thông là vấn đề cần được quan tâm và thực hiện bằng những giải pháp thiết thực. Tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tam Kỳ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam vừa phối hợp tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023-2024. Nằm trong chương trình này, hơn 28.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn Quảng Nam sẽ được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn nhằm hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy. Tại chương trình, đông đảo học sinh cùng các bậc phụ huynh còn được thông tin về kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông, qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông.
Khi mà con tham gia giao thông thì con luôn chú ý tới việc thì đeo mũ bảo hiểm để bảo vệ an toàn cho chính mình, và em cũng luôn nhắc người thân để giữ an toàn cho mọi người và cũng cho chính bản thân em. Và ngày hôm nay em cũng được các cô chú chỉ về luật an toàn giao thông để tham gia giao thông đúng luật. Ngoài cái buổi này thì nhà trường hàng năm đều có tổ chức ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh. Các em nhận biết về các cái biển báo an toàn giao thông, nhận biết kiến thức về an toàn giao thông và có cái tiểu phẩm ngắn để qua đó thì học sinh hiểu hơn, biết hơn và thực hiện tốt khi tham gia giao thông. Thời gian qua, việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho lứa tuổi học sinh luôn được các cấp, các ngành tại Quảng Nam quan tâm triển khai. Ban toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn cho các em học sinh, qua đó giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Là thông qua các hoạt động này, chúng tôi nhằm nâng cao cái nhận thức và ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, rồi phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần phấn đấu thực hiện cái mục tiêu làm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Triển khai chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Trong đó xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Và những buổi tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học như thế này sẽ là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao ý thức tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, hôm qua người dân Brazil đã tập trung tại São Paulo của Rio de Janeiro để cầu nguyện cho địa điểm mang tính biểu tượng này một tuần trước khi bắt đầu các cuộc thi của lễ hội hóa trang. Khoác lên mình trang phục chủ yếu màu trắng cùng nhịp trống gõ rộn ràng, tín đồ các tôn giáo tại Brazil đã tham gia nghi thức tình bạn hữu giữa các tôn giáo để dọn dẹp địa điểm nơi diễn ra lễ hội hóa trang sắp tới. Trong khi đó, các học viên của trường Samba được xước các loại thảo mộc, nước thơm và khói để xua đuổi những điểm xấu trong lễ hội. Lễ hội hóa trang, một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất của Rio, bao gồm các bữa tiệc đường phố và các cuộc thi, nơi các trường dạy Samba hàng đầu của thành phố đối đầu nhau trong cuộc thi kéo dài một tuần để tìm ra người chiến thắng. Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan cùng vợ tiếp tục bị kết án tù giam với tội danh kết hôn bất hợp pháp. Đây cũng là bản án thứ hai vợ chồng ông Khan phải nhận trong tuần qua. Tòa án Pakistan đã phán quyết rằng việc kết hôn giữa ông Imran Khan cùng vợ là bà Bushra Khan hồi năm 2018 đã vi phạm pháp luật. Theo đó, bà Bushra bị cáo buộc không hoàn thành khoảng thời gian không được tái hôn sau khi ly hôn theo luật Hồi giáo. Ngoài án tù, vợ chồng ông Khan cũng sẽ bị phạt 500.000 ruby, tương đương 1.800 đô la Mỹ mỗi người. Tới nay, vợ chồng cựu thủ tướng Pakistan vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Đây cũng là bản án thứ ba mà cựu thủ tướng Imran Khan phải nhận cho đến nay. Hiện ông Khan đang thụ án tại nhà tù ở thành phố Rawalpindi và sẽ không được phép nắm giữ bất cứ vị trí công vụ nào trong 10 năm. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng lớn nhất lịch sử Chile, trong khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và Nam. Chính phủ Chile thông báo 46 người thiệt mạng chưa phải con số cuối cùng. Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng từ ngày 3 tháng 2 để cho phép khẩn cấp, cung cấp nhu yếu phẩm, đặc biệt là nhiên liệu, tới các khu vực bị ảnh hưởng. Lệnh sơ tán cũng đã được ban hành, song chưa rõ sẽ có bao nhiêu người phải di chuyển tới nơi an toàn. Trong khi đó, Bộ Nội vụ nước này cho biết đã có 92 vụ cháy rừng bùng phát tại nước này tính tới ngày 3 tháng 2, thiêu rụi khoảng 43.000 hectare rừng. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 40 đám cháy và đang cố gắng dập tắt 29 đám cháy khác. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là sự kiện lớn nhất trong năm theo quan niệm của người dân ở một số nước châu Á và cộng đồng người châu Á ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Nhật Bản cũng vậy, cộng đồng người Hoa tại đây đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ lớn này. Khu phố người Hoa tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa đang nhộn nhịp không khí mua sắm và thưởng ngoạn sắc xuân.
Trong những ngày này, khu phố người Hoa ở Yokohama luôn nhộn nhịp không khí Tết Nguyên đán, chào đón du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, lễ chùa và mua sắm. Các loại đèn lồng được trang trí tại nhiều tuyến phố đa dạng về mẫu mã, giúp du khách cảm nhận rõ hơn về Tết truyền thống của người châu Á. Trong dịp này, các cửa hàng bán đồ lưu niệm, quần áo truyền thống, cửa hàng đồ cổ, thuốc gia truyền, cửa hàng đá quý, viết chữ thư pháp luôn tấp nập khách ra vào. Đặc biệt, du khách đến đây có thể thưởng thức nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng của nhiều địa phương của Trung Quốc, cũng như nhiều món ăn nổi tiếng châu Á. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta đến với dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 93%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 93%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm từ 68 đến 97%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.